Ủa à. Lâu lắm rồi không gặp nhỉ? Không, em hỏi về chuyện tình cảm cơ. Anh với Yến mới đang hạnh phúc mà. Anh không hỏi biện minh cho Yến làm cái gì nữa. Em biết hết rồi, Yến đi theo người khác rồi. Là em vẫn còn yêu anh. Anh có thể cho em một cơ hội được không? Hoàng Dũng chào cả mọi người, chào mọi người quay trở lại với video tiếp theo của mình. Đấy thì mọi người ạ, mọi người biết là trong tem của mình nó rất chi là nhiều chuyện xảy ra. Thì là bạn này có một cái số điện thoại rất chi là lạ luôn, nhắn tin suốt đến cho mình, gọi là nhắn tin hỏi han sức khỏe, xong là công việc, rồi nói chung là mọi thứ luôn ấy mọi người ạ. Mình không biết đấy là ai mọi người nhé. Gần như ngày nào cũng nhắn tin cho mình luôn ấy. Nhưng mà lạ một cái điều là mình gọi điện lại ấy, thì người ta không nghe. Đấy, chỉ gọi là nhắn tin thì người ta trả lời thôi, gọi điện không nghe. Nên là mình không biết đấy là ai. Thì hôm nay người đấy hẹn mình ra quán nước này ngồi ấy mọi người ạ. Bởi vì là chắc người đấy cũng biết là mình hay ngồi quán nước này, nên là người ta hẹn mình ra đây ngồi. Thì thật sự đến bây giờ mình cũng rất chi là tò mò, không biết đấy là ai nữa. Đấy, thì hôm nay mình ra đây ngồi và mình sẽ quay lại video cho anh em xem không, thì người đấy là ai mọi người nhá. Không biết con gái con trai nữa mà bí mật thật. Thật sự là có gì thì nói luôn ra, ví dụ con trai con gái gặp nhau dễ mọi người ạ. Nếu con trai thì đi anh em đi làm cốc bia chén rượu đấy, còn con gái thì đi chơi chỗ nào đó là vui đúng không? Tự nhiên thì dặn ra quán nước gặp cứ thấy hôn hôn thế nào mọi người ạ. Nhưng mà thôi, cứ gặp khách sạn dư làm mọi người ạ. Anh xin nha. Anh cảm ơn. Uầy, anh em biết gì đâu. Đây là soda mặt trời đỏ. Người bí ẩn vẫn chưa xuất hiện. Cảm giác rồi tim mình sắp lòi ra ngoài rồi. Kiểu mình cảm giác nó âm u không? Không biết có chuyện gì ra với mình không. Cầu mong là những thứ tốt đẹp nhất dành đến cho Dũng mọi người nhé. Anh. Ủa. Lâu lắm rồi không gặp nhỉ? Anh tưởng đi Sài Gòn không mà. Anh đi rồi, em vừa bay ra sáng nay. Em có công việc ngoài này mà. Nhưng mà what? Thích em nhắn tin cho anh nhỉ? Ừ, em hẹn anh ra đây mà. Là anh tưởng ai? Thì từ hồi đó em có liên lạc với anh nữa đâu, đúng không? Thế sao nhắn tin không bảo em đi đây? Bây giờ tự nhiên nhắn tin anh gọi điện không nghe. Nhưng mà thì từ ngày trước anh cũng biết em, số em gọi điện rồi, chắc gì anh đã ấy. Nếu mà anh lưu trong máy thì chắc gì anh đã hỏi em là ai. Không thì anh xóa số em luôn rồi, nhưng mà ít ra bây giờ mà chuyện nó lắng lắng rồi thì anh thì ra anh có giận em đâu, đúng không? Nhưng mà chuyện nó lắng rồi thì thôi, bây giờ em nhắn tin cho anh, em cứ bảo em đi đây. Má trưởng nhắn tin quan tâm thêm mình nhớ biết đứa nào anh đái thật. Nhưng mà em cũng kiểu ra đây kiểu có công việc xong rồi. À em gọi nước chưa? Em gọi nước rồi. Em thế bay từ trong kia ra đây mệt không? Thì cũng mệt, với lại em bay xong em về đây luôn ấy, nên là cũng hơi mệt một tí. Ra đây ổn chứ? Sau thì công việc như nào? Thì công việc của em vẫn bình thường thôi. Với lại từ trước giờ em vẫn công việc vẫn đi lại mà ấy. Thế sao lấy chồng chưa? Anh hỏi cái câu này. Anh hỏi thật mà. Em vẫn còn chờ một người. Chờ một người á? Chờ ai mà ghê. Anh cũng quen mà. Anh quen không? Có. Bye. Thế khi nào cưới thì nhớ mời nha.
chắc chắn là em uống nước em và em sẽ mời anh. Thế công việc cuộc sống của anh dạo này thế nào? Anh cũng bình thường, vẫn ổn. Nói chung là đủ ăn đủ tiêu thế thôi. Không, em hỏi về chuyện tình cảm cơ. Không, chả chuyện gì cả. Anh Vy Yến giờ này sao? Anh Vy Yến vẫn bình thường mà. Hai đứa vẫn đang hạnh phúc. À thì sắp tới đây anh có khả năng sẽ làm cưới Vy Yến. Anh không phải nói dối em làm gì? Sao em lại nói thế? Em biết hết chuyện giữa anh và Yến rồi. Chẳng qua là thời gian qua em muốn anh hạnh phúc, em không muốn làm phiền anh nữa. Nhưng mà sau khi em rời đi, em cũng ở từ xa em quan sát anh như thế nào, cuộc sống anh như thế nào. Bây giờ anh không phải nói dối em làm gì cả, em biết hết rồi. Anh nói thật mà, anh và Yến vẫn đang bình thường. Em nghe đâu mà ai nói cho em biết như thế mà em nói ra. Anh và Yến vẫn đang hạnh phúc mà. Anh không hỏi biện minh cho Yến làm cái gì nữa. Em biết hết rồi, Yến đi theo người khác rồi. Bây giờ anh biết Yến nó như thế nào rồi đấy. Em biết hết một chuyện. Em biết hết rồi. Và mục đích của em hôm nay bay ra đây là để hỏi anh là em vẫn còn yêu anh. Anh có thể cho em một cơ hội được không? Anh bảo My nhé. Em biết rồi đấy. Giờ này anh xảy ra rất là nhiều chuyện luôn. Tất cả mọi thứ dồn dập đến anh. Thật sự bây giờ anh quá là mệt mỏi. Hiện tại bây giờ ấy, anh không muốn yêu bất kỳ một ai. Bởi vì là anh không muốn làm tổn thương bất kỳ ai, cũng không muốn làm ai phải khóc, cũng không muốn ai phải suy nghĩ đến anh nữa. Nên là anh sẽ chọn cách là im lặng. Anh biết là ấy, em từ trong Sài Gòn ra đây gặp anh để nói chuyện. Anh rất trân trọng điều đó. Anh rất là tôn trọng em. Anh tin rằng sau này sẽ có một người đàn ông, nói chung là chững chạc, trưởng thành, sẽ quan tâm chăm sóc em. Thật sự mệt mỏi lắm. Em uống nước đi. Không nói chuyện gì nữa. Nói chuyện đấy anh bây giờ anh cũng buồn. Em hiểu mà. Ôi em ngồi uống nước đi xong là anh phải đi có việc rồi. Vâng. Có gì anh em làm sau nhé.